đi cải đâu. Sao không? Rồi giờ nó nó vô luôn. Rồi hai bạn. Nó vô luôn. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Góc Tiền Tây của tụi mình. Thì hôm nay Mến Như và Kha được anh Tâm rủ xuống đây để tát cái ao tôm còn lại nè các bạn. Ngoài ao này đã thu hoạch rồi nhưng mà còn cá với là tôm nhưng mà còn sót lại thì hôm nay đó là cái góc đó đó. Nghe được cái máy đó đây các bạn. Nhưng mà giờ con chờ đợi máy chạy cho nước cạn rồi mình xuống bắt đúng không? Đúng rồi. Đây này có thành viên mới nha các bạn, bạn Như và bé Phú. Thôi, chào cả nhà, chào. Mừng này đã quá. Phú chịu không? Một hồi Phú lúc lỗi xuống đây Phú bắt nha. Sao hả? Cái kiếm trẻ hả? Trời ơi, đây làm gì có cái kiếm mà trẻ. Bà vô như... Không có. Cá ụt quá, cá ụt. Một hồi bà bắt cá rô phi nha. Sáng nay là nước cũng còn nhưng mà là được anh Tâm ảnh bơm ra mới rồi để chờ tụi mình xuống. Ở cái đó có ống có bịt miệng lại ông ta mà sao nó ụt ụt trong đó kìa. Hai đang trải nghiệm. Rồi đây giờ đem đổi xuống dưới luôn đi rồi mình đi xuống dưới. Có tôm càng đâu? Nuôi tôm xuống rồi có tôm càng hả? Đó. Có gì không? Chạy rồi. Rồi cá quá rồi, tép đâu các bạn. Chạy đi. Đó con cá bự. Đó, đi cái rồi. Sảy nào hồi thế nào sảy à? Cái Có nhả.
không bơm nước nhét bỏ lại. Tôm càng, tôm càng. Bự không? Được. À, đưa, 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 đưa. Trong, trong, trong. Kẹp. Kẹp gì cái đó dính. Kẹp. Cái bữa là bị kẹp đi rồi ơi. Chú cài trời ơi, quá trời luôn kìa. Tôi vô đây có lóc không? Một cái lóc còn khùng quá, cái lóc đây. Đừng đừng tôm kìa. Không phải cái lóc, cái phi à. Đó cái bao quá. Cái phi. Ô, tép nó mạnh luôn á. Nó tép luôn này phải không rồi mà đi bắt. Nổi nè, nổi. Gì vậy? Nó đi. Còn nhiều nước lắm á. Mày mày bình tĩnh đây. Thầy ơi, qua nhớ cái phỉnh cái đất trong đây nè thầy. Rồi đúng vậy, ông ba ông kia, ông rút bọng kia qua, nó tuôn qua đây hết rồi. Nhìn nước vô phải không? Dễ, dễ dầu gì. Ôi dài dữ hả? Dài vậy mà không đủ bóng bọng phải không? Qua nó mùa đổ này nè, quá nó rộng mà. Có không? Có không? Có không? Có mấy cá ta? Dạ. Có cá gì? Đâm rồi, đâm rồi, đâm rồi, mẹ rồi, rồi. Rồi đâm rồi. Thôi chừng có phi á, chứ không phải. Chừng có phi bơi. Có con ngạnh nó bự chán. Té xỉu rồi. Rồi vô nó, vô nó. Hai nặng. Nó vô nó, vô nó. Té xỉu rồi. Nó nữa, nữa, nữa. Cái này, cái này nè. Cái này nè. Đi đi đi. Hai bên nó luôn à. Đây à. Đây. Có cá không? Cái tay á, ngang 2 mét cái tay đó. Cái tay á. Cái tay nó nhấc nó không được đâu, anh lên trên, anh dưới xuống dưới đi, tôi xuống đây nè. Không không không. Không có được. Không được. Cái tay đâm tôi sao? Thôi bỏ đi. Có cái nổi ra thôi. Trời ơi, cái gì nổi hết rồi vậy? Tép mông á. Bậy không phải, cái con là gì á? Cái con tép đi. Ờ tép mông nữa. Cái bự chán năm nhất á. Tao đi rồi, chạy tới. Tép kìa. Xong cho quay máy chạy chút nữa. Chạy quá, chốt kẹp ra. Tôm ủa mình nuôi tôm mấy mà có tôm càng vô nữa ta rồi nuôi tôm xuống rồi có tôm càng ngồi vô đây xúc lầy luôn à. Lại đằng kia cần thờ lúc nào. Rồi rồi khó chịu quá. Quá được đẹp luôn á. Cái trê nè, cái trê nè. Nè nè. Cái gì? Cái trê. Phi nổi lưng kìa. Có con cá tê thiệt. Cái giống đó. Thằng em em đâm nhét. Nè nè. Ổ cá vô vô đó đi. Đổ cá xuống lấy bắt cá tê. Cá, thấy có mạnh không phá? Thấy đâu ổ này vô bắt đổ nhớ cá. Rồi bắt rồng ơi tội quá trời đây. Rồng ơi. Nè. Nó con cá gì kìa. Nó con. Nè nổ. Nè. Đây đây đưa cái rổ đây dọn cái tê đây. Trời ơi, hay quá hả? Quá trời tép mồng luôn á. Này cái này đây, cái này đây mày. Đây đâu? Chê cái lóc. Rồi, lụm. Chưa lụm, chưa lụm. Chú đi. Bỏ đây là chú dễ bắt. Bắt. Chê vậy chứ nguy hiểm. Cái đây đó, cái đây đó, cái đây nó ốm. Cái đầu dần dần. Còn cái tê không à.
Cái ngang như cá ngát. Cá ngát rồi, cá ngát rồi. Cá ngát, cá ngát, cá ngát, cá ngát. Ờ cá ngát. Cá ngát đông phải rồi. Bẻ cạnh nó đi. Bẻ nhíp từ từ. Sao không? Trời cá đông. Chém rồi, nãy chém. Nè, lỡ là kinh mày ruột tay là cái này. Rồi ráng giục xuống đó. Để nguyên bịch lưới gì bệnh. Rồi, đây, đây, bậy. Đây. Hết rồi, hết rồi. Quá trời tép mộng luôn. Còn lại nhóc tép mộng luôn mà không bắt được. Kéo cái lên cái hộ. Nông lụm lé lẻ đây nè. Quá trời tép mộng luôn. Đâu không? Mà nhập đầu luôn rồi, người ta đứng lên đó không ạ? Tôi la giữa. Giỡn quá. Sao nhập đầu quá. Rồi chìm nhiễm luôn rồi. Ngọc nó không biết bơi á. Đừng sức đứng đâu cả. Cái kia hả? Ủa mày chạy đạo. Tôi làm con. Cứu cứu chạy đạo rồi hả? Cứu cửa rồi. Có cá sấu đó. Cá sấu dưới nè. Tự nhiên nghe tấm kinh mà nói nghe cái cá sấu cũng nhát thôi em. À tắm không? Tắm không? Tắm gì? Đi. Đây đi. Rồi đi. Rửa đi. Rửa lên. Rửa tay là cái không. Ngáy mà đâm nãy tao bị đâm rồi đâng. Ai? Nãy rồi bẻ ngạnh rồi. Bẻ ngạnh nãy bị đâm, tao bị đâm. Chém thôi cho nó. Cái gì? Cái gì vậy? Nó phi hay ta? Miếng phi nữa. Cái gì? Con nói cái gì? Cá phi. Cái phi. Cá phi, bốn cá phi. Bốn cá luôn hả? Sao đâu mà có con cá không? Cái gì? Trời ơi, cái này cái nào ấy nó chua đó. Mình cắm cái cây mình nướng nước mồi cho lẹ. Ừ. Hơi nướng mồi này, cho con ăn tôm nè. Nè, nè. Con sợ. Đu 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 mồng bỏ đây nè. Cái phi hôm nay đâu có cái ấy ta. Đâu có được con cá mè. Cái phi nó yếu em mới nè. Đâu thả được mấy con nào sống thả nào được. Thì ăn này giờ đặt ngạt luôn rồi tính. Còn con tôm kia nữa. Tôm thẻ rồi. Bốn con lận. Còn con. Con cái đâu nè. Mình tính làm gì nào? Được rồi. Thôi chứ mình được. Được bánh tráng được không? Bánh tráng hả? Này đang muốn ở ra xanh hả? Ờ, ra sống. Đi chỗ nào cũng có lửa nè, tại em đón con chứ nào lửa. Đi về đi, tụi chơi với giờ chính nữa. Thăm đuối nha. Không, cá này nó non chứ không đấy. Nãy mình bỏ mấy con ta? 857661. Bốn con đúng không? Bốn con. Thôi, thôi vậy là thôi 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 ngon thôi chẳng. Trời ơi đã. Mới tắm. Mình phải thổi ra thật vậy. Này dọc hết hết cái tạp nước người. Đây giờ nước hiếm lắm rồi. Thôi cái này. Mở à. Mở nước hết rồi. Đã rồi. Đó. Đây là nguyên liệu các bạn. Đây thép lòng này các bạn. Thép lòng này bắt ao. Ngon quá. Này là bạn biết chứ không phải bạn xa. Tại hôm nay xuống này khác địa bàn. Này đúng là dân gã miền Tây luôn rồi, đâu có biết ra. Đúng rồi. Này chắc cháy rồi còn nữa. Đúng rồi, này ít ít rồi. Tình
Thơm rồi đó. Thơm chưa? Thơm. Coi chừng nó văng nó nhảy lọc rồi. Đó, gọi vô nó đỏ liền nha. Tép mà mau. Ngay ta nhảy thiệt ra. Thôi, nó đang sống hơi nhảy này. Có những động cho đều chết hết, để nó nhảy ra. Bà Kha đây màu mẹ quá. Thôi. Ủa, ở đây là độc sức hay gì vậy? Mà nó kết. Đây. Chị bị mất vô. Wow, nhấp dẫn chứ. Hết vậy không? Hả? Hết rồi. Cái gì? Đổ nó ngoài đâu, tính luôn. Mấy ông. Tự. Rồi, để xài... Bảo này đúng. Bảo. Bỏ nó ra Bảo ơi. Bán ngon quá, nào làm nước mắm ngon với bay. Đúng anh. Nhưng mà bữa hẩm không có nha. Không hùng à? Không hùng. Ai biết hỏi thì anh em trong bàn có không? Ông này là ông như bằng nói, biết ông nói gian. Người ta lên đi đám, người ta nói về cái nói tại nó mừng. Tao với anh hết biết nói câu đó hết biết. Vô, vô bằng kia. Rồi bằng kia nãy giờ 3 ly luôn mấy bạn. Vô không tắm ơi. Rồi mời tất cả anh em nha. Rồi vô. Vô ta vô nha. Như là tới bàn này. Cái ngọc vậy phải không? Cái nó bò lại nhìn nó mới lấy tới bàn. Hồi nào nhìn để ngọc nè, ví dụ là tới bàn đang chạy vậy phải không? Chạy nó đứng theo em thẳng nó không có. Nó làm gì nó quay một vòng rồi nó mới lấy tới bàn. Mở ra tới bàn tức quá. Còn hả nó chạy lên. Rồi tới bàn nó về nó cái nó phóng ra thì nhảy dây vậy nó quấn ngược lại nữa mới chạy về. Lâu vậy á. Chứ cái là chiều của người ta đó. Biết đá mà. Nó lớn con biết. Cái banh nó đâu. Mà ngồi ngoài cười nó lộn luôn. Có ai ngồi nhiều đâu. Đấy anh em mình chưa uống á mến. Ngồi. Thôi cưng uống gì tại thằng Kha không à. Chị uống gì thằng Kha uống giùm á. Có. Đi mà đâu có chơi chung được. Đây tám tầm mấy rồi đúng rồi. Mạnh nào để xử đúng không? Đâu có chơi chung được. Đẹp á. Ui cháy nó. Còn cái cháy tao. Đang ăn mà. Đang ăn mà đang uống. Ờ cái bữa hổm tắt cái mương nhà của mương tái người ngoài nó nói không náo quá trời luôn á. Ngoài hè. Mưa ngập nữa rồi. Mưa hả? Mưa mấy nay ngập rồi. Tắm tắm mưa quá trời luôn. Cái ao mưa nó không nổi cái bơm hả? Chứ đâu có đụng. Ao đó tắt qua lại à. Chặn nữa tắt. Ơi món ra sao này đá ngon hơn đổng. Tại bây giờ. Mày biết mày đi đá đâu đi đá đâu mẹ tụi kia mà quên đá đâu sân này tao đá mẹ mà đen đâu đá giờ lo tao đá sớm đi tao tay luôn con đi cũng đúng đâu không giờ trưa tao chạy tao đá mấy mấy nào đi đá hôm lại mua hai cái đèn pha đó mấy thằng nào đá về nào mẹ vừa dò cắn tay tao đẹp nó kéo mà tối mình đem về cân hả vô nè cái lưng cười đẹp tái ghê là vô tầng uống má anh em cái má nãy chưa uống mà chưa ngồi cũng ngang hoài à ba đời vợ đó uống viên hồ cưng cứ đưa anh có uống đâu gì đẹp trai không ba đời vợ đó tướng vậy mà ba đời vợ tự quay mấy cha lên tôi biết kia ai gặp nó sặc nghe bảo